Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người lại quay trở lại với kênh xem bóng đá là có tiền của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ nhận định cho các bạn trận đấu của các cầu thủ Burnley gặp các cầu thủ Manchester City sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày mùng 2 tháng 4 năm 2022 các bạn nhé. Ở trong cái vòng đấu 31 này thì trận đấu đầu tiên diễn ra chúng ta sẽ là trận đấu của các cầu thủ Liverpool gặp Watford. Thì mình đã lên cái video của trận bóng này ở bên cái kênh mới rồi, lên từ chiều hôm qua cho anh em rồi. Thì anh em nào chưa theo dõi nhận định cái kênh này thì hãy ấn ở bên dưới phần mô tả, mình có để đường link kênh mới đó, qua bên kênh mới có thể là xem cái video trận đấu giữa Liverpool cùng với lại Watford. Còn ở trong cái thời gian hơn một tuần qua thì bóng châu Âu nó đang không đá, và bắt đầu từ hôm qua thì mới quay trở lại bởi một trận đầu tiên, đó là ở Bundesliga. Và hôm nay tất cả các giải bóng lớn ở khu vực châu Âu thì đều quay trở lại. Và ngày hôm nay thì cũng đã bốc thăm xong bảng đấu của vòng chung kết World Cup năm 2022 sẽ diễn ra vào tháng 6 sắp tới, thì mình sẽ lên một cái video về cái vấn đề các cái phân tích về cho các bạn về các cái đội tuyển cũng như là các cái bảng đấu đó, có những bảng nào là bảng dễ chịu cho các đội bóng lớn hoặc là có những bảng tử thần nào hay không, thì chúng ta sẽ phân tích ở những cái video sau. Còn video này thì mình sẽ lên cho các bạn nhận định trận đấu Burnley và Manchester City. Thì đi vào nhận định chính của trận đấu này thì các bạn cũng biết rằng là trong thời gian gần đây thì các cầu thủ Burnley đang có một cái phong độ phải nói là cực kỳ tồi tệ, khi mà cái vị trí của họ ở trong bảng xếp hạng tổng sắp của ngoại hạng Anh đến thời điểm hiện tại vẫn là vị trí thứ 19. Nếu như họ không cải thiện được cái vị trí của mình thì chắc chắn ở mùa giải năm nay họ sẽ phải đón chịu, đó chính là không còn được trụ hạng ở ngoại hạng Anh nữa. Trong thời điểm hiện tại tuy rằng là thi đấu ít hơn với các đội bóng khác là tới 2 và 3 trận, thế nhưng mà cái điểm số của các cầu thủ Burnley hiện tại là đang là con số đó chính là 21. Cách biệt của họ so với lại đội bóng xếp thứ 17 là tới 4 điểm. Và Everton thì cũng đang là đội bóng xếp thứ 17, cũng đang thi đấu có 27 trận thôi. Burnley cũng vậy. Và nếu như mà các cầu thủ Burnley có thể vượt lên được thì ít nhất họ phải vượt qua được con số đó chính là trên 29 điểm. Đấy, thì bây giờ Leeds United thi đấu hơn các cầu thủ Burnley là 3 trận đúng không ạ? Leeds United thi đấu hơn 3 trận, đang có 29 điểm. Cách biệt 3 trận đấu thì nếu như dùng 3 chiến thắng liên tiếp thì thực sự đây rất là khó. Thế nên là cái việc mà thi đấu ít trận hơn các đội bóng khác tới 3 trận nhưng mà cũng rất là khó để các cầu thủ Burnley có thể trụ hạng tốt ở trong mùa giải năm nay, khi mà cái cách biệt ở những cái top trên này nó là quá lớn rồi. Và đối thủ của họ ngày hôm nay thì lại là một Manchester City đang đứng ở vị trí đầu bảng và đang bị các cầu thủ Liverpool áp sát với cách biệt chỉ là một điểm mà thôi. Thế nên là trong trận bóng này chắc chắn là các cầu thủ Manchester City sẽ bắt buộc phải có một chiến thắng để duy trì được cái cách biệt với các cầu thủ Liverpool. Burnley cũng cần điểm, Manchester City cũng cần điểm, mà chúng ta sẽ phân tích xem là trong trận bóng này chúng ta nên đi những cái kèo nào, mã kèo sao cho nó hợp lý. Tuy rằng là Manchester City ở trong những trận đấu gần đây họ không duy trì được cái phong độ trong chuỗi trận toàn thắng, họ đã có 2 trận hòa trước một trận thắng gần đây nhất. Thế nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì các cầu thủ Manchester City cũng đang có một cái phong độ cũng như là cái chất lượng cầu thủ thì gần như là ngoại hạng Anh họ đang là riêng biệt rồi, họ không cùng đẳng cấp với lại những đội bóng khác nữa. Còn về phía bên đây thì lúc nãy mình đã nói rồi, trong 4 trận đấu gần đây họ chơi bên mùi chiến thắng với cái chuỗi trận đó là 3 trận thua cùng với lại 1 trận hòa. Lịch sử thì trong 6 trận đối đầu gần đây nhất từ năm 19 đến năm 2021, các thủ Burnley chưa thể giành chiến thắng trước các thủ Manchester City bất cứ một lần nào, thậm chí là hòa. Và tất cả những trận đấu đều có những cái kết quả cách biệt từ 2 bàn thắng trở lên, 2-0, 3-0, 5-0 và 4-1. Đó. Các cầu thủ Manchester City thì ngoài cái trận hòa đầy bất ngờ trước các cầu thủ Crystal Palace ở ngoại hạng Anh ra thì họ thi đấu ở ngoại hạng Anh đến thời điểm hiện tại vẫn đang cực kỳ là ấn tượng các bạn nhé. Về cái thông tin lực lượng và đội hình ra sân dự kiến của cả hai đội ở trong trận bóng này thì về phía đội hình ra sân dự kiến thì mình cũng đã để ở trên màn hình cho anh em. Trong thời điểm hiện tại thì các cầu thủ Manchester City sẽ thiếu vắng đi ít nhất là 2 vị trí. Vị trí của Mendy do là bị treo giò, bên cạnh đó thì Diaz là chấn thương và chắc chắn là không thể ra sân được rồi. Về phía đội chủ nhà, họ thiếu vắng đi tới 4 cầu thủ, đó là Vida, Peter, May cùng với lại vị trí của Gunduson. Thì trong thời điểm hiện tại thì kể cả là họ có thiếu vắng đi cầu thủ hay không thiếu vắng cầu thủ thì mình đánh giá là Burnley cũng đang thi đấu phải nói là cực kỳ chật vật trước một Manchester City đang có một cái phong độ cực kỳ là ấn tượng ở trong thời điểm hiện tại. Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đang cho thấy sự vượt trội hoàn toàn ở ngoại hạng Anh trong mùa giải năm nay.
Phân tích về sơ đồ chiến thuật của cả hai câu lạc bộ thì các cầu thủ Burnley sẽ tiếp tục sử dụng cái sơ đồ chiến thuật đó là 4-4-2. Manchester City thì vẫn là quen thuộc đó là 4-3-3, một đội hình công khá là mạnh, và ba cầu thủ đã cao nhất ở trên hàng công của các cầu thủ Manchester City trong trận đấu này khả năng sẽ là Phil Foden, Jack Grealish cùng với lại vị trí của Riyad Mahrez. Thì những cầu thủ này thì thật sự ra là trong thời điểm hiện tại thì mình đánh giá cao đó chính là vị trí của Phil Foden cùng với lại Jack Grealish. Jack Grealish thì kể từ ngày mà chuyển đến Manchester City thì anh ta thi đấu chưa bao giờ có một cái phong độ tồi cả trong thời điểm hiện tại. Còn Phil Foden đang cho thấy là ở cái lứa tuổi của Phil Foden đến thời điểm hiện tại thì không ai nghĩ rằng anh ta lại có thể thi đấu một cách ổn định và một cách như thế được cả. Còn Kevin De Bruyne, Rodri và Bernardo Silva thì các bạn cũng biết rằng Bernardo Silva đang có một cái phong độ cực kỳ tốt khi anh ta đang bay bổng cùng với lại đội tuyển Bồ Đào Nha, đã đưa Bồ Đào Nha cùng với lại Cristiano Ronaldo cùng với lại Bruno Fernandes vào trong cái vòng chung kết của World Cup 2022. Thì trong thời điểm hiện tại thì mình đánh giá là phong độ khá là tốt. Rodri thì vẫn từ trước đến nay rồi, anh ta thi đấu vẫn là ổn định. Kevin De Bruyne tuy rằng có rất nhiều chấn thương, thế nhưng mà khi mà Kevin De Bruyne ra sân thì anh ta nhiệt huyết và cái khả năng chạy của Kevin De Bruyne mình đánh giá cũng không thua thiệt bất cứ một cầu thủ tốc độ nào cả. Ở hàng thủ của các cầu thủ Manchester City thì bên phía hành lang cánh phải đó chính là Kyle Walker, bên phía hành lang cánh trái thì lại là Joao Cancelo. Thì các bạn cũng biết rồi, Cancelo cùng Bernardo Silva là hai cầu thủ đá cùng với một cánh ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia cũng như là cả cấp độ về câu lạc bộ luôn. Thế nên là chúng ta không còn phải bàn cãi vì về cái cánh trái của các cầu thủ Manchester City với Cancelo, với Bernardo Silva cùng với lại ở trên hàng công cao nhất đó chính là vị trí của Jack Grealish, mình đánh giá cao hơn so với lại cái cánh còn lại. Cánh còn lại vị trí của Mahrez thì kết nối với lại Kevin De Bruyne không được ổn định cho lắm. Kyle Walker thì cũng không phải bàn tại vì anh ta cũng là một trong những hậu vệ cực kỳ tốt của đội tuyển Anh cũng như là ngoại hạng Anh trong thời điểm hiện tại. John Stones cùng với lại Lampard sẽ là hai trung vệ của các cầu thủ Manchester City trong trận bóng này các bạn nhé. Ederson sẽ tiếp tục bắt chính trong khung thành của họ. Về phía cầu thủ Burnley thì trong thời điểm hiện tại mình không phân tích quá sâu về đội hình tại vì thực chất ra đội hình của các cầu thủ Burnley thì không có quá nhiều cái tên tuổi mà anh em có thể là chú ý đến. Nếu như những cái tên như là Tyler Taylor này hay là vị trí của Aaron Nelson đều là những cầu thủ ngày còn trẻ thi đấu cực kỳ là ấn tượng, thế nhưng thời điểm hiện tại thì cũng không có quá nhiều cái ấn tượng để lại trong phía các bạn người hâm mộ đúng không ạ. Ở trong thời điểm này thì cái tỷ lệ kèo nó đang đưa ra một cái mức kèo mình đánh giá là cũng không đến nỗi là quá cao trong thời điểm hiện tại, khi mà thời điểm hiện tại thì kèo nhà cái đang đưa ra đó chính là các cầu thủ Burnley được các cầu thủ Manchester City chấp là 1,75. Tài xỉu thì trong trận bóng này là tài xỉu 3 hòa, chấp 1,75 nhưng mà ăn thì lại chỉ là 8,60 thôi các bạn nhé. Đấy, còn nếu như các bạn có thể lựa chọn là một là chấp 1,75, hai là có thể chấp 2 luôn, chấp 2 thì ăn cao hơn, chấp 2 hòa thì chúng ta ăn tới 1,15, đặt 1 triệu ăn 1 triệu 150 nghìn cơ. Đấy. Còn tài xỉu thì chúng ta cũng có rất nhiều kèo tài xỉu để anh em có thể lựa chọn. Trước khi chúng ta chốt lại một cái kèo bóng chính trong thời điểm hiện tại thì mình sẽ phân tích sâu hơn một chút về cái tỷ số cũng như là góc thẻ trong trận bóng này. Tỷ số thì trong thời điểm hiện tại thì những cái tỷ số ăn cái tỷ lệ khá là thấp đó chính là 1-0, 2-0 và 3-0. Ăn sẽ rất là thấp, ăn 6,3, 4,8 và 5,9 lần thôi. Còn 2-1 cho các thủ Manchester City thì ăn 9 lần. Thì trong thời điểm hiện tại thì trong trận bóng này mình đánh giá là sau một thời gian nghỉ ngơi, một số cầu thủ không phải về triệu tập cho đội tuyển quốc gia thì trong thời điểm hiện tại các thủ Manchester City cũng như là Burnley đang có một cái phong độ cũng khá là tốt. Thế nên là ở trong thời điểm hiện tại thì mình đánh giá là trận bóng này sẽ có một cái trận bóng bùng nổ và khả năng sẽ có một cái kèo tài các bạn nhé. Sẽ có một cái kèo tài, có thể là các cầu thủ Manchester City sẽ giành chiến thắng với một cái tỷ số ít nhất kinh biệt là khoảng 2 bàn, có thể là 3-0, 3-1. Đấy, 3-0, 3-1 hoặc có thể là 4-1 đấy. Thì anh em có thể giải đều cho mình những cái tỷ số này: 3-0 cho Manchester City, 3-1 cho Manchester City và thậm chí là tỷ số 4-1 cho Manchester City các bạn nhé.
Đấy. Còn góc thẻ trong thời điểm hiện tại thì tài góc trong hiệp 1 là 5 hòa và tài góc trong cả trận đó là 10.5. Thì ở trong thời điểm hiện tại thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy đó là chính là hai cái đội hình, đó chính là đội hình 4-4-2 cùng với lại 4-3-3 là hai đội hình tấn công, và đấy là những cái đội hình mà khả năng mà nổ cái góc ấy nó khá là cao. Thế nên là tài góc trong hiệp 1 đang là 5 và tài cả trận đó là 10.5. Thế nên là trong thời điểm hiện tại nếu như anh em có đi ấy, thì mình đánh giá là trong trận bóng này thì khả năng là cái kèo tài góc là 10.5 là anh em có thể đi được. Còn thẻ trong trận bóng này trong thời điểm hiện tại thì mình đánh giá là khả năng là trận bóng này sẽ có nhiều thẻ, sẽ có nhiều thẻ. Tại vì là các cầu thủ Burnley cũng đang rất cần điểm. Manchester City thì chắc chắn là cần một chiến thắng để duy trì được các cách biệt ở trên bảng xếp hạng ngôi đầu bảng rồi. Thế nên là anh em cũng thể theo cho mình. Thứ nhất là cái kèo tài thẻ trong hiệp 1 đấy. Tài thẻ trong hiệp 1 là một hòa này, anh em có thể theo này. Mình nghĩ là trong hiệp 1 cũng có thể là có 1 đến 2 thẻ trở lên luôn đó. Góc thì đấy, như lúc nãy cũng nói với anh em rồi, có thể đi cái kèo tài góc trong cả trận. Ở trong thời điểm hiện tại thì với cái kèo chấp đó chính là 1,25 này thì mình đánh giá là anh em có thể đi được. Đấy, anh em có thể đi được cho mình. Nếu như đi an toàn thì anh em có thể chọn đó là nắm bóng các thủ Manchester City chấp 1,75. Còn nếu mà anh em mạo hiểm hơn một chút, có nghĩa là chấp nhận là không ăn nửa tiền thì chúng ta ăn đủ ấy, thì hãy nắm các cầu thủ Manchester City chấp 2 hòa. Tài xỉu thì anh em có thể đi cái tài 3 hòa là mình đánh giá là khá là hợp lý các bạn nhé. Đấy thì đây là hai cái kèo mà mình đẩy cho các bạn ở trong cái trận bóng này, đó là nắm bóng các thủ Manchester City chấp 1,75 cũng như là một cái kèo tài ở trong trận bóng đêm ngày hôm nay. Trên đây là toàn bộ những cái nhận định và những cái dự đoán của mình về kết quả của trận đấu giữa các cầu thủ Burnley gặp các cầu thủ Manchester City. Một lát nữa thôi thì mình sẽ tiếp tục lên cho các bạn một video nữa, đó là trận đấu giữa Chelsea Brentford ở trên cái kênh mới. Anh em hãy cùng mình theo dõi kết quả của những trận đấu này. Nếu như những nhận định và những dự đoán của mình là chính xác, hãy để lại cho mình một like, một share và một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo.